Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trong rạp phim và thưởng thức những bộ phim bom tấn đã mắt trên màn ảnh rộng. Có lẽ đây là một dịp tốt nhất để những studio trên toàn cầu lần lượt tung ra những đứa con tinh thần của mình nhằm phục vụ tất cả những con mắt thị hiếu cũng như là nhu cầu giải trí của con người. Nếu như một ngày gia đình hay bạn thân, thậm chí là gấu của bạn rủ đi coi phim mà bạn vẫn băn khoăn chưa biết xem phim nào, thì hãy cùng xem ngay danh sách những bộ phim hay nhất trong tháng 6 năm 2017 này các bạn nhé. Wonder Woman. Wonder Woman là một bộ phim siêu anh hùng dựa trên truyện tranh DC được hãng phim Warner Bros. Pictures hợp tác và phân phối. Bộ phim được đạo diễn bởi Patty Jenkins và viết nội dung bởi Alan Hanbert và Jeff Jones. Câu chuyện phim lấy bối cảnh trong thế kỷ thứ 20. Nhân vật chính của bộ phim không ai khác chính là cô công chúa Amazon Diana. Hiện nay cô đang sống trên hòn đảo Themyscira. Tình cờ, cô gặp Steve Trevor, một anh chàng phi công bị trôi giạt vào hòn đảo. Sau khi nghe anh kể về một cuộc chiến đang diễn ra, Diana đã quyết định rời bỏ quê nhà để trở thành người hùng, cố gắng ngăn cản mọi cuộc chiến đẫm máu này và trở thành Wonder Woman. Transformers The Last Night. Mặc dù phần thứ tư của Transformers được mới phần The Last Night đánh giá không tốt cho lắm, tuy nhiên thì nhà sản xuất cũng đã dục dịch và quyết định tiến tới phần thứ năm của bộ phim và nó mang tên The Last Night, một bộ phim vẫn được đạo diễn bởi ông hoàng cháy nổ Michael Bay và Paramount Pictures chính là studio phân phối chính thức. Nội dung phim sẽ tiếp nối phần 4 đang còn dang dở. Nhân vật chính sẽ là vần của Kate Ager và cô con gái của anh ta, thêm cả anh chàng người yêu của cô con gái nữa. Bộ ba lần này sẽ vẫn phải thực hiện một nghĩa vụ cao cả nhất, đó chính là giải cứu thế giới. The Mummy 2017 được đạo diễn bởi Alex Kurtzman cùng với sự diễn xuất của nam tài tử Tom Cruise. The Mummy chắc chắn sẽ là một bộ phim hành động kinh dị gay cấn nhất trong mùa hè năm nay. Đây là phiên bản tái khởi động của loạt phim The Mummy nổi tiếng từ những năm 2000 và cũng là bộ phim thứ hai trong vũ trụ điện ảnh quái vật chung của Universal sau bộ phim Dracula Untold. Welcome to a new world of gods. Amunet. She will claim what she has been denied. She is real. Kẻ cắp mặt trăng 3. Kẻ cắp mặt trăng một lần nữa sẽ quay trở lại với chúng ta, cùng với đó hứa hẹn sẽ vẫn là những trận cười đầy hài hước và thú vị. Trong phần thứ ba này, Gru và Lucy, cô vợ mới cưới của mình, sẽ phải đối đầu với một kẻ cực kỳ khó nhằn, một tên mang chứng vĩ cuồng. Hắn là một Brad, vốn là một ngôi sao nhí nay đã hết thời. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, có lẽ hắn không chịu được nữa nên đã quay lại và đối đầu trực tiếp với Gru.
He's getting away! That's what he thinks! Get ready! Get ready for her! Birthday to you! Agent Brucey, our closing fast! Yes! Wait, why? What did you call us? Brucey, you know, Gru and Lucy mushed together. Amityville, sự thức tỉnh. Đối với những ai hâm mộ bộ phim kinh dị thì dòng Amityville chắc hẳn sẽ chẳng có gì xa lạ với chúng ta. Frank Farnsworth chính là đạo diễn viết bộ phim này và cũng đồng thời là người viết kịch bản cho bộ phim. Về nội dung phim thì vẫn không có gì thay đổi nhiều so với phần trước. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy một bối cảnh khác lạ. Nhân vật Belle, cô em gái của cô bé Juliet và anh em sinh đôi của James, họ cùng nhau chuyển vào một ngôi nhà mới với người mẹ độc thân của họ là Joan. Để tiết kiệm tiền, để giúp chi trả cho y tế đắt tiền của James, tưởng như gia đình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau khi chuyển đến ngôi nhà này, thì cô bé Belle bắt đầu gặp những cơn ác mộng không thể giải thích được. Trong tâm trí cô phát hiện rằng ngôi nhà này có rất nhiều điều bất thường nhưng vẫn muốn giấu kín mọi người. Sit down. We were just about to start dinner. Vương quốc xe hơi phần 3 chính là đứa con tinh thần của đạo diễn Brian Fair trong mùa hè năm nay. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lightning McQueen. Sau một vụ va chạm, anh bị chấn thương và không thể tiếp tục tham gia môn thể thao mà mình yêu thích nữa, thậm chí là bị đuổi khỏi trường đua. Để quay trở lại, anh phải chứng minh bản thân mình trong một giải gọi là Beaton Cup. This is my last chance, Cruz. Last! If I lose, I never get to do this again! Huh? The beach ate me. Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded. Now, hãy săn cho mình những tấm vé đặc biệt cùng vị trí ngồi đã nhất. Hãy thưởng thức và cảm nhận những gì tinh túy nhất mà các bộ phim trên đem lại cho chúng ta nhé. Các bạn, xem phim vui vẻ nhé!